Cô chào các em học sinh khối 12. Tiết học hôm nay các em học tiếp thần tính thể tích của khối chóp. Đây là cái phần bài tập liên quan rất nhiều trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, cho nên cô mong các em hãy ghi cẩn thận và đầy đủ. Phần thứ nhất, cô xin tóm tắt lý thuyết. Thể tích khối chóp dạng cạnh bên vuông góc cái mặt đáy. Thế ở tiết 2 các em đã được học thể tích khối chóp dạng cạnh bên vuông góc mặt đáy, phần 1 lớn, đáy là tam giác. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em phần 2 lớn, đáy là hình vuông, hình chữ nhật và hình thoi. Cho hình chóp SABCD có SA vuông góc mặt phẳng ABCD. Hình chóp SABCD có SA vuông góc mặt phẳng ABCD. Khi đó, chiều cao của hình chóp là H bằng SA. Do đó, thể tích của khối chóp SABCD là V của SABCD bằng 1 phần 3 BH bằng 1 phần 3 SABCD nhân SA. Ở cái phần này các em chú ý cho cô. Nếu hình chóp có cạnh bên vuông góc mặt đáy thì chiều cao của hình chóp chính là cạnh bên vuông góc mặt đáy. Và các em phải nhớ cách xác định góc giữa các cạnh bên SB, SC, SD và mặt đáy, tức là và mặt phẳng ABCD. Vì SA vuông góc mặt phẳng ABCD, do đó góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng ABCD là góc SBA bằng alpha. Tương tự, góc giữa cạnh bên SC và mặt phẳng ABCD là góc SCA bằng beta. Góc giữa cạnh SD và mặt phẳng ABCD là góc SDA bằng phi. Để tính khối chóp có đáy là hình vuông, hình chữ nhật và hình thoi, cô sẽ nhắc lại công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật và hình thoi. Một là diện tích hình vuông. Cho hình vuông ABCD. Khi đó, diện tích của hình vuông sẽ bằng cạnh bình. S hình vuông bằng cạnh bình. Cạnh ở đây là cạnh AB, BC và CD, AD, tức là bằng AB bình. Trong phần này các em nhớ tính chất của đường chéo hình vuông. Đường chéo của hình vuông thì bằng cạnh nhân căn 2. Tức là AC bằng BD và bằng AB nhân căn 2. Ta sang phần thứ hai là diện tích hình chữ nhật. Cho hình chữ nhật ABCD, diện tích của hình chữ nhật thì bằng dài nhân rộng. Ta đã được học ở lớp dưới. S hình chữ nhật bằng dài nhân rộng và bằng AB nhân AD hoặc là AB nhân BC, tức là tích của hai cạnh liên tiếp. Ba là diện tích hình thoi. Cho hình thoi ABCD, diện tích hình thoi được tính như thế nào? Diện tích hình thoi là bằng tích 1 phần 2 tích của hai đường chéo. S hình thoi bằng 1 phần 2 AC nhân BD.
Sang phần thứ hai là bài tập. Em ghi bài tập số 1. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A. Cạnh bên SA vuông góc mặt phẳng, vuông góc mặt đáy và SA bằng A căn 3. Thể tích của khối chóp đã cho bằng. Đáp án A, A mũ 3 căn 3. Đáp án B, A mũ 3 căn 3 trên 3. Đáp án C, A mũ 3 căn 3 trên 4. Và đáp án D, A mũ 3 căn 3 trên 6. Bài 1 rất là dễ, chỉ áp dụng công thức. Các em hãy làm nhanh, chọn đáp án và so sánh với đáp án cô hướng dẫn. Các em vẽ hình. Hình chóp SABCD có SA vuông góc mặt phẳng ABCD. Đầu bài cho đáy ABCD là hình vuông cạnh A. Vậy ta tính được diện tích đáy. Diện tích hình vuông là SABCD sẽ bằng A bình. SA vuông góc mặt phẳng ABCD, do đó SA là chiều cao của hình chóp. H bằng SA bằng A căn 3. Có diện tích đáy rồi, có chiều cao rồi. Dễ dàng tính được thể tích của khối chóp SABCD là VSABCD bằng 1/3 SABCD nhân SA bằng 1/3 A bình nhân A căn 3 và bằng A mũ 3 căn 3 trên 3. Đáp án đúng là đáp án B. Bài này rất là dễ, các em không cần vẽ hình cũng tính được. Sau này thành thạo rồi, diện tích hình vuông đã biết. Chiều cao là cạnh vuông góc mặt đáy đã cho. Vậy các em chỉ việc bấm máy tính và chọn đáp án. Bài 2. Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình vuông có cạnh AB bằng A, cạnh bên SA vuông góc mặt phẳng ABCD và SB bằng và cạnh bên SB bằng A căn 3. Tính thể tích của khối chóp đã cho. Đáp án A, đáp án B, đáp án C, đáp án D. Cô để thời gian cho các em vẽ hình, các em làm trước. Các em đã làm được chưa? Có vướng chỗ nào không? Rồi, cô hướng dẫn như sau. Hình vẽ là hình chóp SABCD. SA vuông góc mặt phẳng ABCD. Đầu bài cho đáy ABCD là hình vuông cạnh AB bằng A, tức là cạnh hình vuông bằng A. Do đó ta tính được diện tích đáy là SABCD bằng cạnh bình bằng A bình. Cô nhắc lại là bằng cạnh bình để các em nhớ. Có diện tích đáy rồi, bây giờ ta đi tính chiều cao. SA vuông góc mặt phẳng ABCD. Do đó SA là chiều cao của hình chóp. SA được tính như thế nào? Đầu bài ta thấy SA chưa có.
Vậy để tính FA, ta phải dựa vào tam giác FAB vuông tại A có cạnh huyền B, FB bằng A căn 3, cạnh AB bằng A. Ta sử dụng định lý Pythagore để suy ra cách tính FA. FA sẽ bằng căn bậc 2 của FB bình trừ AB bình. Thay FB bằng A căn 3, thay AB bằng A. Ta được căn bậc 2 của A căn 3 tất cả bình trừ A bình bằng căn bậc 2 của 3A bình trừ A bình bằng căn bậc 2 của 2A bình và bằng A căn 2. Ta đã tính được chiều cao là A căn 2. Diện tích đáy là A bình, do đó thể tích của khối chóp là VFABCD bằng 1 phần 3 FABCD nhân FA bằng 1 phần 3 nhân A bình nhân A căn 2 và bằng A mũ 3 căn 2 trên 3. Đáp án đúng là đáp án D. Em ghi đầu bài 73. Cho hình chóp FABCD, đáy ABCD là hình thoi. Biết AC bằng 2A, BD bằng A, cạnh bên FB vuông góc mặt phẳng ABCD và FB bằng 3A. Thể tích của khối chóp FABCD bằng đáp án A, đáp án B, đáp án C, đáp án D. Các em hãy vẽ hình. Và khi vẽ hình các em chú ý ở đây cạnh bên FB vuông góc mặt phẳng ABCD. Đây, hình vẽ đây. Hình vẽ của hình chóp FABCD có cạnh bên FB vuông góc mặt phẳng ABCD. Đáy ABCD là hình thoi, khác bài 1, bài 2. Đáy ABCD ở bài 1, bài 2 là hình vuông. Vậy diện tích đáy được tính như thế nào? Thì S hình thoi cô đã cho ghi ở cái phần đi tóm tắt lý thuyết là diện tích hình thoi thì bằng 1 phần 2 tích của hai đường chéo, tức là bằng 1 phần 2 AC nhân BD. Bằng 1 phần 2 SABCD sẽ bằng 1 phần 2 AC nhân BD và bằng 1 phần 2 nhân 2A nhân A và bằng A bình. FB vuông góc mặt phẳng ABCD, do đó FB là chiều cao của hình chóp và FB bằng 3A. Vậy thể tích của khối chóp là VFABCD sẽ bằng 1 phần 3 FABCD nhân FB bằng 1 phần 3 nhân A bình nhân 3A. Kết quả là A mũ 3 và đáp án đúng là đáp án C. Kem ghi bài 4. Bài 4. Cho hình chóp FABCD có đáy ABC là hình chữ nhật. Biết AB bằng 2A, BC bằng A căn 2. FA vuông góc mặt phẳng ABCD, cạnh bên FB bằng A căn 7.
thể tích của khối chóp đã cho bằng đáp án A, đáp án B, đáp án C và đáp án D. Bài này các em thử vẽ hình và tính xem nó tương tự bài nào. Hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết AB bằng 2A, BC bằng A căn 2. Như vậy, ta tính được diện tích của hình chữ nhật ABCD là S đáy sẽ bằng S của ABCD bằng AB nhân BC bằng 2A nhân A căn 2 và bằng 2A bình căn 2. Ta đã tính được S đáy. SA vuông góc mặt phẳng ABCD là SA là chiều cao của hình chóp. SA được tính như thế nào? Các em thấy tương tự bài nào? À, tương tự bài số 2. SA chính là bằng căn bậc 2 của SB bình trừ AB bình. Ta thay SB bằng A căn 7, AB bằng 2A, ta được căn bậc 2 của A căn 7 tất cả bình trừ đi 2A tất cả bình bằng căn bậc 2 của 7A bình trừ 4A bình bằng căn bậc 2 của 3A bình và bằng A căn 3. Có diện tích, có chiều cao. Thể tích của khối chóp SABCD là VSABCD bằng 1 phần 3 SABCD nhân SA bằng 1 phần 3 nhân 2 bình 2A bình căn 2 nhân A căn 3 và kết quả là 2A mũ 3 căn 6 trên 3. Đáp án đúng là đáp án A. Các em làm bài tập tự luyện bài số 1. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2A, cạnh bên SA vuông góc mặt phẳng ABCD và SD bằng A căn 5. Tính thể tích của khối chóp SABCD. Các em ghim đầu bài và làm trong buổi chiều. Bài số 5. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông. Có đường chéo BD bằng 2A. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng ABCD và SA bằng 2A. Thể tích của khối chóp SABCD bằng. Em ghi bài tập tự luyện, bài số 2. Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình vuông, có đường chéo AC bằng A căn 2, cạnh bên SA vuông góc mặt phẳng ABCD và SA bằng 2A.
Tính thể tích của khối chóp SABCD. Các em ghi và làm trong cái giờ tự học của buổi chiều hôm nay. Chương 76. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông AC bằng 2A căn 2, SA vuông góc mặt phẳng ABCD, góc giữa cạnh SB và mặt đáy bằng 30 độ. Tính thể tích của khối chóp SABCD. Đáp án A, đáp án B, đáp án C, đáp án D. Em ghi đầu bài xong chưa? Em vẽ hình và làm thử xem nó vướng ở chỗ nào thì khi cô hướng dẫn các em mới hiểu được. Được chưa? Cô hướng dẫn như sau. Hình chóp SABCD có cạnh SA vuông góc mặt phẳng ABCD. Bài này cho đáy ABCD là hình vuông, không cho cạnh, chỉ cho đường chéo AC bằng 2A căn 2. Tương tự như bài 5, biết đường chéo, ta tính cạnh như sau. AC bằng AB nhân căn 2. Cô nhắc lại lần nữa, đường chéo của hình vuông thì bằng cạnh nhân căn 2. Suy ra AB sẽ bằng AC trên căn 2 bằng 2A căn 2 trên căn 2 và bằng 2A. Cạnh AB bằng 2A. Do đó diện tích của hình vuông ABCD là S đáy bằng SABCD bằng cạnh bình bằng 2A tất cả bình và bằng 4A bình. Xong diện tích đáy. Bây giờ ta đi xác định chiều cao. Lấy tính chiều cao của hình chóp. Đầu bài cho góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy bằng 30 độ. Ta xác định góc trước. Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy là mặt phẳng ABCD là góc FBA. Cô đã tóm tắt ở phần lý thuyết. Bằng như vậy góc SBA bằng 30 độ. Bây giờ tính đường cao tính như thế nào? Tam giác SAB vuông tại A có góc 30 độ. Có một góc bằng 30 độ. Cạnh AB ta vừa tính được là bằng 2A. Như vậy để tính chiều cao SA thì ta dùng tang, tang bằng đối trên kề. Như vậy tang của 30 độ sẽ bằng SA trên AB. Tang 30 độ bằng SA trên AB, suy ra căn 3 trên 3, tức là tang 30 độ bằng căn 3 trên 3, bằng SA trên 2A. Muốn tìm SA, ta lấy 2A nhân với căn 3 trên 3. Suy ra SA sẽ bằng 2A căn 3 trên 3. Vậy ta đã tính được chiều cao SA.
suy ra thể tích của khối chóp là VSABCD sẽ bằng 1/3 SABCD nhân SA bằng 1/3 4A bình nhân 2A căn 3 trên 3. Kết quả là 8A mũ 3 căn 3 trên 9. Kem bấm là 1/3 nhân 4 nhân 2 căn 3 trên 3. Và đáp án đúng là đáp án A. Em ghi bài tập tự luyện bài số 3. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A, SA vuông góc mặt phẳng ABCD, góc giữa cạnh SD và mặt đáy bằng 45 độ. Tính thể tích khối chóp SABCD. Kem ghi bài số 7. Bài 7, cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng A, SA vuông góc mặt phẳng ABCD, góc giữa cạnh SC và mặt đáy bằng 30 độ. Tính thể tích khối chóp SABCD. Đáp án A, đáp án B, đáp án C và đáp án D. Kem vẽ hình chóp SABCD có SA vuông góc mặt phẳng ABCD. Kem đọc đầu bài và thấy ở bài 7 đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng A. Như vậy ta tính được ngay diện tích đáy. S đáy bằng SABCD bằng A bình. Bây giờ ta phải tính chiều cao SA. Đầu bài chưa cho chiều cao. Trước hết ta xác định góc giữa cạnh SC và mặt đáy. Góc giữa cạnh SC và mặt phẳng ABCD. Cô đã cho các em xác định ở cái phần tóm tắt lý thuyết là góc SCA bằng 30 độ. Bây giờ chiều cao được tính thì như thế nào? Tương tự bài số 6. Xét tam giác SAC vuông tại A có góc 30 độ. Nhưng ở đây chưa biết cạnh AB và cạnh SC chưa biết. Xin lỗi các em, chưa biết cạnh AC. Vậy để tìm được SA thì trong hai cạnh này phải biết một cạnh. Ta chỉ có thể tính được AC, phải không nào? AC chính là đường chéo của hình vuông. Đường chéo của hình vuông thì bằng cạnh hình vuông nhân căn 2. AC bằng AB nhân căn 2 bằng A căn 2. Tam giác FAC vuông tại A tang 30 độ bằng FA trên AC. AC đã tính được.
Vậy suy ra tang 30 độ bằng FA trên AC, căn suy ra căn 3 trên 3 bằng FA trên A căn 2. Suy ra FA sẽ bằng A căn 2 nhân căn 3 trên 3, vậy bằng A căn 6 trên 3. Vậy ta đã tính được chiều cao của khối chóp. Do đó, thể tích của khối chóp là VSABCD bằng 1 phần 3 SABCD nhân SA bằng 1 phần 3 A bình nhân A căn 6 trên 3. Các em bấm máy tính. Kết quả là A mũ 3 căn 6 trên 9. Và đáp án đúng là đáp án C. Cô đã hướng dẫn các em làm 7 bài tập ở trong cái phần hai lớn, còn những cái phần dạng bài tập còn lại cô sẽ hướng dẫn các em trong tiết sau. Xin chân thành cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chào các em.